Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại có một số những cái cây nhất chim mai, địa lan và những cái dòng hoa lan rừng cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên cho các bác một cây nhất chim mai đây. Cây này. Đấy, tán rất là to như này. Hoa đây đang quay vào đây cho các bác xem cái mặt hoa nhất chim mai dòng hoa Tết. Đây. Hoa trắng tinh như này. Nếu các bác mà để ở trong nhà thì hoa sẽ ra màu trắng tinh như này nha các bác nhá. Còn nếu các bác cho ra ngoài trời nắng ấy thì hoa sẽ chuyển sang màu hồng hồng một tí. Đấy, nó sẽ chuyển sang màu hồng. Một chậu như thế này, dáng thế rất là đẹp. Quay xa xa để anh quay xung quanh cho các bác xem. Đấy, dáng thế cực đẹp như này. Cây như này các bác nhá, cây như này em chia sẻ cho các bác với giá là 2.800.000 đồng nhá. 2.800.000 ạ, 2.800.000 chậu như này. Đấy. Và em vào một số những cái dòng lan rừng. À đây, có một chậu địa lan này, nhỏ xinh, chậu này 18 cần hoa, mã số 99 này, 18 cần, có giá là 1.200.000 đồng các bác nhé. 18 cần hoa, có giá 1.200.000 đồng, cần hoa dài được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, đấy, gần 1 mét nha các bác nhé. Chậu này 1.200.000 đồng, mã số 99, 18 cần. Đi vào vườn lan rừng em ơi. Giò tiếp theo em lên cho các bác, đây là một giò u lồi, phần trên một cái cục dớn cực to như này. Cục dớn này dài được 2 này, đấy, gần 40 cm. Giò này được 9 thân hoa đang nụ như này các bác nhá. 9 thân đang nụ này, hàng thuần ok lắm rồi. Mầm non đang lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái mầm non. Chậu này có giá là 850.000, mã số 63. 63 u lồi, thuần 850.000 ạ. Siêu đẹp luôn rồi. Tiếp theo một siêu phẩm lan rừng đuôi chồn. Trời, các bác nhìn cái giò, nhìn cái cây này sướng chưa, chất chưa. Này, đấy, bản lá này to xếp rụt rịt luôn này, xếp rụt rịt. Riêng cây, mỗi cây này thôi đã ăn tiền rồi đấy. Và đang ra nụ rất nhiều các bác nhá. Nụ đây này, đây nụ này, cây này được 2 nụ này, 2 nụ, cây này cũng được 2 nụ này. Cây này thì mấy nụ đây? Cây này được 1 nụ này, 2 nụ này. Cây siêu phẩm này được 3 nụ các bác nhá. Cây siêu phẩm này được 3 nụ. Bản lá to xếp nhỉ, nhìn khít khít này. Giò này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cây. Đấy. Nói chung là cây nào cũng đang nụ hết rồi nha các bác nhá. Bỏ này đi. Cây nào cũng đang nụ hết. Một siêu phẩm như này. Đấy, xuống chua, chất chua. Cây này cũng là siêu phẩm ấy nhưng mà nó bị rám lắng tí thôi. Giò này mã số 62 có giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng mã số 62, siêu phẩm. Để treo thì chất nhất của đất rồi. Tiếp theo một giò đùi, à cái này là kiều dẹt các bác nhá. Kiều dẹt một thân này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 thân như thế này. Và có một cây tam bảo sắc đây. Mã số 61 và này giá 700.000 đồng ạ. 61, 700.000 đồng. Kiều dẹt trồng thuần trên khu gỗ này. Đây là toàn của anh em và dân trồng nhá. Đây còn có cả cây cáo nữa này các bác này. Cáo bé tí này mà năm ngoái đã ra hoa rồi đây. 700.000 đồng. Mã số 61. Một giò Vanda. Giò này mới gọi là nhiều lụ này, dòng Vanda hoa vàng nha các bác nhá. Đây. Cây này được đây cái nụ đang lên như này các bác này, nụ này. Một nụ này, hai nụ này. Đấy, cây này được 3 nụ này, 4 nụ này, cây này 4 nụ nhá. Cây này cũng 4 nụ nhá. Cây này 4 nụ. Cây này cũng 4 nụ. Cây bên dưới xem nào. Cây bên dưới được 1 2, 3, 4. Cây nào cũng 4 nụ nha các bác nhá. Nói chung là cái dòng này hoa sai lắm, 4 nụ. Hoa rất thơm, cái dòng này hoa thơm nha các bác nhá. Một giò này, đây là nguyên một rề. Một mẹ và một đống con như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một mẹ 6 con. Giò này mã số 60 có giá là 350.000. Có 350.000 đấy ạ, nguyên một rề. Và dòng này không phải là Vanda lâu đâu. Vanda hoa vàng thơm đẹp đấy. Tiếp theo ông lên cho các bác là một giò vàng phi hạc.
Hoàng Phiạc đi. Chậu này được đang nụ đây, được 1 cân nụ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, được 5 cân nụ nhá. Mã số 52 có giá 250.000. 52 250.000. Đây là thằng Hoàng Phiạc. Tiếp đến một giò đuôi cáo 5 cây. Cáo 5 cây. Mã số 97 300.000 đồng. Cáo 5 cây 97 300.000 đồng. Thôi thì em vào một số những cái mã địa lan nữa nha các bác nhá. Tiếp đến là mã số 06 của địa lan này. Chậu này được 22 cần hoa có giá 1.500.000 đồng. 22 cần 1.500.000 đồng các bác nhá. Địa lan. Theo lên một cái giò Sato hoa màu như thế này. Màu này nói chung là màu hồng hồng đỏ đỏ đấy, chẳng biết là màu gì nữa các bác. Đấy, về các bác tự ngẫm ra màu gì thì ra màu đấy, chứ còn em chả biết được cái màu này màu gì đấy. Mã số 89 này, 17 cần hoa. Có giá là 3 triệu đồng, 3 triệu đồng. Dòng này hàng dân thuần nhá, thuần lâu lắm rồi các bác. Chậu tiếp theo lên một chậu Sato hoa màu vàng chanh, mã số 24 hoa vàng chanh, 1 2 3 4 5 6 cần hoa. Đấy, 6 cần hoa như này. Chậu này em bán với giá là 800.000 đồng, mã số 24 800 nhá. Chậu địa lan mã số 90 này, chậu này gồm có được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, chậu này 16 cần hoa. Cần hoa của nó cũng khá là dài, hơn 1 mét đấy, hoa xanh sáng nhá. 2 4 6 8 hơn 1 mét đây, 1 mét 1. Đấy. Đây, hoa này nó chưa nở. À đây đây đây, có một bông hoa nở đây cho các bác xem này. Đây, mặt hoa đây. Mặt hoa xanh sáng đây các bác nhá. Đây, chính nó đây. Mã số 90 16 cần hoa có giá chậu này 2 triệu đồng, 16 cần hoa 2 triệu đồng. Chậu này hoa xanh sáng rất là đẹp ạ. Một chậu tiếp theo. Chậu này gồm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chậu này mã số 01 của địa lan đi. 01 của địa lan mã số 17. À, mã số 01 có 17 cần hoa. Đấy, chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là... Ở đây cho các bác xem cái cần hoa nó ra. Nó phải gọi là dài miên man luôn chứ không phải là dài nữa. Đó, 2 này, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1m4 nha các bác nha. Cần hoa dài là 1m4. Đây là 17 cần, là cái cần này không tính đâu nha. Cái cần xấu xấu bẩn bẩn này em bỏ đi đấy. Đấy, đáng nhiên là cắt đi thôi. Trong này 17 cần hoa em bán cho các bác với giá là 2 triệu đồng. 17 cần 2 triệu. Tiếp theo mã số 91, 13 cần hoa. Mã số 91, 13 cần hoa. Đấy. Cần hoa rất là đẹp, trấu rất là nhiều. Như này. Chậu này được 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 1m2. Chậu này có giá 1 triệu 300.000 đồng. Mã số 91, 13 cần hoa, 1 triệu 300.000 đồng. Mã số 91. Anh em nhà em đang cấp tốc tân cần để chia sẻ cho các bác đây. À, có cái chậu phở phở nở hoa này, chậu này đẹp phết đây, hoa ra đẹp phết đây. Đây, chậu hoa vàng nhá. Chậu này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 cần hoa. Chậu này thì gửi vào cho các bác trong miền Nam thì sẽ rất là hợp. Đấy, vậy vì là nó cần hoa nó già hết rồi, nó nở hết như thế này rồi thì gửi về cho các bác thì hoa nó sẽ không bị hỏng nhá các bác nhá, tại vì gửi trong miền Nam là phải đóng gửi ở bên Viettel Post. Đấy. Và những cái bác nào mà chơi một mặt không ấy thì đây chơi chậu này, tại vì chậu này là cho một mặt này ráp vào tường và một mặt này sẽ hoa ra. Đấy. Chậu này bán cho các bác với giá 1 triệu đồng. 1 triệu đồng các bác nhá. Chậu này mã số 02 nhá, mã số 02 của địa lan. Đấy, 1 triệu đồng, mã 02. Chậu này vẫn chưa cân lên được nhỉ, chậu này mới là đẹp này. Chậu này cần hoa dài lắm.
Đây nhá. Chậu tiếp theo cũng chậu hoa màu vàng nhá. Được 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Chậu này là chậu 21 cần hoa của cái thằng hoa vàng. Chậu dày di dày dít này các bác này, nhìn này. Đấy, hoa dày di dày dít này. Nhìn xuống chưa? Đấy. Vừa đếm được bao nhiêu cần nhỉ? 21 cần à? 21 cần. 21 cần này bán cho các bác với giá là 2.100.000 đồng. 21 cần 2.100.000 đồng. Đấy. Cần hoa cũng rất là dài nhé các bác nhé. 21 cần 2.100.000. Tiếp theo. Chậu này là chậu mã số 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cần hoa. Đấy, chậu này gửi ở bên trong các bác miền Nam rất ok nhé các bác nhé. Hoa thì các bác yên tâm đi, bảo hành cho các bác là chơi từ giờ đến ra riêng không tàn luôn. Riêng thằng hoa này về các bác đừng tưới vào hoa, cứ tưới vào gốc cho em thôi. Đấy. Cái này nếu mà các bác để trong nhà chỉ thi thoảng tưới, tầm khoảng 3-4 ngày hãng tưới một lần, chứ đừng có tưới liên tục. Ngày nào cũng tưới là chết đấy, là cây thối, cây hỏng ấy. Đấy. Úng nước. Chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng thôi nhé. Mã số 11, 900.000 đồng. Chậu tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chậu này 18 cần nhá. 18 cần em bán cho các bác với giá 1.800.000 đồng. 18 cần 1.800.000 đồng. Mã số 04. Mã 04. Đấy, của Địa Lan nha. Mã 04 của Địa Lan. Chậu này thực sự các bác nó chưa cần lên thôi, cân lên nó sẽ rất là đẹp. Những các bác cứ ok chốt là em sẽ cắt cân cần hết lên cho các bác. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 cần này. Chậu 23 cần. Chậu này mã số 13 23 cần có giá 2.300.000 đồng. Mã số 13, 23 cần 2.300.000. Tiếp đến một chậu này nữa. Chậu này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 cần. Có giá là 2.400.000 nha các bác nhá. Mã số 05. Mã số 05, 24 cần 2.400.000. Đấy. Tiếp theo mã số 12, chậu này có được 25 cần. 25 cần. Đấy. Chậu này có giá là 2.500.000 đồng. Mã số 12. 2.500.000 đồng. Đây nha các bác nha, cần hoa của nhà em sẽ buộc sắt hết như này này. Đấy. Buộc cần sắt hết như này. Về các bác chỉ việc là uốn thôi, lúc đóng đi em sẽ uốn thẳng lên và về các bác chỉ tự tạo dáng thôi, tại vì có cái cần này các bác thích tạo như nào tạo thôi. Và rất là đẹp luôn, rực rỡ luôn coi nhá, rực rỡ luôn. Đấy, rồi anh chị em ấy có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo nhá, rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.